Thưa quý vị và các bạn, hai vị quan đầu triều của triều đình nhà Lý đã ra vùng Vân Đồn, người thì kiểm xét về việc phát triển kinh tế, giao thương tại cảng biển và vùng đất nơi đây, người thì quan tâm và kiểm tra vấn đề an ninh chủ quyền tại vùng biên ải cả trên đất liền và trên biển. Đặt một mối nghi ngờ về sự chân thật của nước Tống đối với nước Việt ta hiện nay, Thái úy Lý Thường Kiệt muốn tìm hiểu thật kỹ về tài đức vị quan sở tại vùng đất này. Sự trả lời của Viên Châu Mục nơi đây đã làm cho Lý Thường Kiệt hết sức hài lòng về sự hiểu biết và cái tâm đức của vị quan này. Ông cho rằng với tài đức ấy phải là người tự tu thân chứ đâu dễ chi bởi sự đào luyện của triều đình. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam của tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vô Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thùy Trà. thái sư trầm ngâm dây lát. Ông thấy viên châu mục này quả là một người sống có tình, biết thương dân. Vì vậy thái sư nói mà thực là bày cách cho cấp dưới. Việc này khó mà dễ ông châu mục à. Cái cần nhất là hãy nói ít, hứa hẹn ít với dân thôi. Nhưng hứa với dân cái gì là phải có cái đó. Nói với dân điều gì là phải làm điều ấy. Cứ như thế thì dân sẽ tin. Chớ có nói bừa hứa hão nói một đường là một nẻo thì chẳng có người dân nào tin mình nữa nói suông hứa hão thì đến cả vợ con mình còn chán mình nữa là dân ông bảo lấy gì làm thước đo lòng dân ư phải đo được lòng mình đã ông châu mục nếu ông làm việc công ích như làm việc của chính nhà ông mà ông lo cho dân như lo cho vợ con ông thì đó là thước đo lòng dân thậm chính xác đấy ông châu mục ạ à. vì sao ư vì ta chỉ có hai con mắt để nhìn và thấy, nhưng dân có hàng vạn, hàng ức, triệu con mắt, bởi thế các việc ta làm đều không qua được mắt họ đâu. Cho nên, nông sâu dài ngắn, thiện ác, công tâm hay tà tâm, những điều mà kẻ cầm quyền tự xưng là công bộc của dân, khi thi triển, dân đều biết hết, đều cân đong đo đếm được hết, ông chớ có ngại. Hãy hết lòng vì dân đi, đừng sợ dân không tin mình không hiểu mình và lại dân là ai chính là những người bà con gần bà con xa của ta họ là đồng bào của ta cả đấy một khi lòng mình trong sạch hãy cứ hướng theo điều thiện mà làm không còn gì phải băn khoăn lo ngại nữa dừng một lát thái sư lý đạo thành lại tiếp ta muốn cùng đi với ông tới các nơi mà ở đó ta sẽ khai mỏ một thoáng băn khoăn viên châu mục nói bẩm đại quan đường xá xa xôi, rừng rậm, núi cao, thú dữ sống rải rác khắp vùng, hiểm nguy khó lường mà không phải nơi nào ngựa cũng đi được. Hạ cấp chỉ e, ngài không đủ sức. Thái sư Lý Đạo Thành cười hồn hậu, giọng cười của ông khiến viên châu mục thấy thân cận và cảm mến ông hơn. Thái sư vỗ nhẹ vào bà vai châu mục nói vui. Hoàng thượng cho ta làm tể tướng để giúp ngài coi việc nước, chứ không phải để ta ở kinh sư hưởng nhàn, chờ quan cấp các nơi trong nước đem tiền bạc, quà cáp và biếu xén. Châu một cúi đầu lễ phép, hạ cấp tuân lời ngài. Lại nói Thiếu úy Lý Thường Kiệt nhận lệnh vua xong, liền tức tốc lên ngựa, cùng đám tùy tùng ra thẳng Châu Vạn Ninh rồi tới Trang Vân Đồn. Tới Vân Đồn, trời vừa sẩm tối, Thiếu úy bèn cho tùy tùng vào tá túc tại một trại quân nằm sát bờ biển đảo Viên đô tướng thấy có mệnh quan từ triều đình về, bèn cuống quýt chào hỏi, rồi sai quân pha nước. Y không biết thiếu uy Lý Thường Kiệt là ai, chỉ biết rằng người từ triều đình tới là chuyện tối quan trọng rồi. Y cho lính đi mời viên quan châu tới để nghênh tiếp đại quan. Bất chợt một chiếc thuyền từ ngoài biển vào, đang hạ buồm và từ từ ghé ngay vào bến đỗ của trại quân. Nhận ra thuyền của thượng cấp viên đô tướng vội vã chạy ra bến. Vừa lúc tấm ván trên thuyền lao xuống làm cầu cho khách lên bờ, đô tướng nhanh nhẹn nhảy lên mũi thuyền cúi đầu vái thượng cấp. Con kính chào quan Đông Hải đô tổng quản. Đông Hải đô tổng quản bèn vỗ vào vai viên đô tướng hỏi, đô tướng khỏe chứ? Ông đa lễ quá, ta đi tuần thú ven biển ghé thăm trại tướng quân. Đa tạ quan Đông Hải đô tổng quản, thật may cho con, Ngài về đây đúng lúc quá, còn đang bấn lên, không biết cư xử thế nào, vội cho lính đi mời quan châu về. Có chuyện gì hệ trọng đây? Ông nói thử ta nghe. Dạ bẩm, có mệnh quan từ Thăng Long về. Ngài cũng vừa tới đây, xin mời thượng quan vào nhà. Đông Hải đô tổng quản vừa đặt chân lên bậc thềm, đã có người từ trong nhà bước ra và cất tiếng trước. Ta có lời chào Trần tướng quân, đúng là duyên trời ta đang mong gặp ông. Đông Hải đô tổng quản Trần Quang Minh giật thoát mình vì ông vừa nhận ra người chào hỏi ấy chính là ngài thiếu úy Lý Thường Kiệt. Ông liền cúi đầu rồi chắp tay vái. Mệnh quan đi kinh sinh mà hạ cấp không kịp làm lễ cung ninh... thật là đắc tội. Ta đi bất thường, các ông sao biết được. Và lại việc quân càng kín nhẹm càng tốt. Bởi thế, ngoài các cuộc đại duyệt, hoặc nghênh đón hoàng thượng ra, các cấp bậc trong quân dù là ở vị thế cao nhất khi đến các đạo quân hoặc các trại quân đều coi như đi công vụ, miễn tất cả các nghi thức cung nghinh. Trần tướng quân hãy nhớ điều ta dặn, việc này ta sẽ tâu lên hoàng thượng, xin ngài ân chuẩn rồi đưa vào định chế, để có ai muốn hạch sách cấp dưới cũng không thể tự tiện được vừa phân ngôi chủ khách xong thì tiếng nhạc ngựa của quan châu đã vọng tới cùng tiếng vó ngựa bổ dồn viên châu mục nhẹ nhàng xuống ngựa đô tướng chủ trại quân vội chạy ra đầu trại nghiêng mình xá quan châu một xá rồi thưa tiểu tướng làm phiền quan châu quá đáng xin ngài đại xá chẳng là có đại quan từ triều đình thăng long về đây kiểm việc quân chức tước của ngài thuộc hàng tam công mà bỉ nhân chỉ là kẻ vô danh trong một trại quân nhỏ, run sợ không biết làm thế nào, nên sai quân đi thỉnh Quan Châu về, trước hết là để cung nghinh, sau đó là để ngài thù tiếp với mệnh quan. Viên Châu Mục thoáng nhìn quanh quất rồi hỏi, sao ta nghe như có tiếng trần tướng quân đang hầu tiếp mệnh quan? Và kia, chẳng phải là thuyền của Đông Hải Đô Tổng Quản là gì? Vừa nói, trong mục vừa chỉ về phía bến thuyền Dạ đúng như vậy đấy ạ à. Chẳng là khi mệnh quan vừa tới Hạ cấp luống cuống vì thấy mình không đủ phẩm cấp và tư cách Để hầu tiếp ngài Nên sai quân đi thỉnh quan châu Dạ thế rồi chỉ một thoáng sau đấy Thuyền của quan Đông Hải Đô Tổng Quản Đi tuần biển ghé vào Dạ cũng là may cho hạ cấp Bây giờ lại thỉnh được ngài là biên quan Cùng với quan Đông Hải Đô Tổng Quản hầu tiếp mệnh quan của triều đình. Thật là thuận khi quan trên có hỏi về việc quân, việc dân trốn biên thủy đã có hai quan cùng tiếp. Khi viên châu mục vừa ló đầu vào nhà chưa kịp mở lời, Lý Thường Kiệt đã nói giọng thân mật. Ta có lời chào quan châu, thật là may cho ta, nếu không ta cũng phải tới dinh của ông. Thuần người cũ gặp lại nhau, quý hóa quá. Ta nhớ mấy năm trước trong chuyến đi kinh dinh vùng Đông Hải này, cùng với tiên đế và đương kim hoàng thượng, chúng ta cũng đã có gặp nhau. Dạ bẩm, dạ bẩm mệnh quan, ngài có trí nhớ thật là hoàn hảo. Hạ cấp thì chẳng thể nào quên được sự hạ cố của các bậc bề trên. Nhưng đã qua tới năm bảy năm mà bề trên vẫn còn nhớ đến hạ cấp thì quả là chuyện hy hữu khiến lũ hạ cấp dù có tận tụy đến mấy hồ dễ đáp đền công ơn bề trên. Chẳng cần khách sáo và đa lễ nữa, lý thường kiệt nói còn bao nhiêu điều ta cần biết mà chưa biết được đây cơm nước xong vừa uống trà ta vừa nói chuyện được chứ cả hai quan châu và đông hải đô tổng quản cùng đáp bẩm được ạ à, được ạ à. chỉ sợ mệnh quan đi đường xa nhọc mệt sau một tuần nước quan thiếu úy mở lời trong những ngày ở đây ta sẽ đi thăm thú để biết việc dân việc binh từ trên bộ đến mặt biển từ biên cương đến các hải đảo xong trước hết ta muốn biết mấy năm gần đây dân trong châu vạn ninh có còn nhiều người bị đói có ai phải chết vì đói không nạn bán lúa non cho vay nặng lãi và lúc giáp hạt thế nào chẳng cần suy nghĩ quan châu cũng trả lời ngay được các điều thượng quan hỏi bởi ông là một vị quan có lối sống gần dân ông nói bẩm mệnh quan dân ở vùng biên địa này sự thiếu đói vào những năm mất mùa hoặc vào thời vụ lúc giáp hạt vẫn còn nhiều đấy hạ việc này lớn lắm chưa dễ chấm dứt được đâu dạ bởi vì dân trong vùng rừng chưa thể sống bằng nguồn lợi của rừng dân trong vùng biển lại chưa sống được bằng nguồn lợi của biển cả hai dân ấy lại cùng dựa vào ít khoảnh ruộng giải rác giữa rừng với biển dạ bẩm mệnh quan nạn bán lúa non vào vụ giáp hạt không còn nữa bởi triều đình đã có lệnh cho chức dịch địa phương được phép xuất lúa kho của nhà nước cho dân vay đổi hạt dạ còn chuyện cho vay nặng lãi bây giờ không dám công nhiên như trước tuy vậy nó ngấm ngầm do thỏa thuận giữa người đi vay và kẻ cho vay thì chắc là vẫn còn chức dịch trong hương thôn chỉ biết khi việc đã vỡ lở tức là trong làng có nhà mất vườn mất ruộng tan nát cơ nghiệp về tay kẻ khác dạ bẩm việc triều đình tha hẳn thuế điền cho các vùng sơn động dân biên tái khiến họ cảm kích lắm vì thế mới không còn cảnh người chết đói nữa do vậy họ hết lòng cố kết với triều đình chính họ mới là lực lượng canh giữ biên thùy cho cả nước suốt ngày đêm bao nhiêu người là bấy nhiêu cặp mắt đôi tai lúc nào cũng hướng về phía bắc phía biên thùy cho nên chớm có động tĩnh gì người dân đều biết trước cả quan quân dạ triều đình chăn dân như vậy vừa được lòng dân vừa như nuôi một đội quân lớn mà không tốn kém thực là lưỡng lợi quan thiếu úy gật gật mái đầu khiến búi tóc của ông phía sau gáy cứ lùng bùng trong vành khăn với vẻ hài lòng lý thường kiệt nói việc dân như thế đã là được ta sẽ tâu lên hoàng thượng biết chính sách nuôi vỗ dân của tiên đế để triều đình gia tăng sự thân dân hơn nữa. Nhìn về phía Đông Hải, Đô Tổng Quản, Thiếu Úy tươi cười hỏi, vậy cho việc biên cương trên bộ trên biển có gì đáng lưu tâm không, Trần Tướng Quân? Về phía bên kia, quân Tống có động tĩnh gì không? Đông Hải, Đô Tổng Quản, Trần Quang Minh hơi nhíu mày, dường như ông đang sắp đặt các việc ở trong đầu để trình với thượng cấp sao cho vắn tắt nhưng phải rõ ràng đầy đủ đưa hai tay lên nắn lại vành mũ trên đầu cho ngay ngắn ông nói bẩm thiếu úy thực tình trong mấy năm lại đây suốt một giải biên cương việt tống ở vùng đông bắc này quân tống dường như án binh bất động và có vẻ như để tránh sự nghi ngờ của bên ta họ cứ lui binh dần vào trong nội địa thỉnh thoảng có một vài bọn trộm cướp tràn sang, là do lũ người đói khổ tụ tập lại liều chết đi kiếm miếng ăn. Những vụ như thế, nếu quân ta biết được truy đuổi sang đất họ, họ còn giúp ta vây bắt, nếu bọn kia tẩu thoát được, ta cho người sang bắt đền, họ cũng lượng xin bồi thường. Bẩm thiếu úy, đúng là họ được dụ bảo từ trên rằng tránh mọi sự đụng độ và rắc rối. Vì vậy biên quan biên tướng của họ xử sự các việc với ta rất nhũn. Dạ, bên trong họ có ẩn ý gì thì chính hạ cấp cũng còn băn khoăn. chắc là họ đã có những bài học nhớ đời đối với các nước lưu hạ trên phía bắc, phía tây thủy của họ. Dạ, còn về mặt biển tuyệt nhiên không thấy hải binh của họ qua lại, chỉ có thuyền đánh cá của đám dân chài nhưng cũng thưa vắng và chỉ dám bên khoen ven bờ biển bên tống mà thôi cảm ơn Trần Tướng Quân về những điều ông cho biết. Ta rất hài lòng về hai vị. Chăn dân giỏi, rèn quân giữ nước cũng giỏi. Các ông xứng đáng là những tướng văn tướng võ, làm phên dậu vững chắc cho triều đình, giữ gìn cương thổ cũng như giữ mối bang giao giữa hai nước. Tuy vậy, ta phải lưu ý hai ông về cái ông bạn hàng xóm khổng lồ này, phải xem xét cho thật kỹ lưỡng. Việc họ lui quân vào sâu đất họ cũng như việc họ xử nhũn trong các tranh chấp dân sự, trốn biên thùy. Đối sách ấy thể hiện điều gì? Có đúng là thiện trí của họ? Có đúng là họ muốn hòa hiếu với lân bang? Hay đây lại là kiểu thu mình lại, co bóng vốt lại để tạo đà trong một thế nhảy xa hơn, mạnh hơn để chụp lấy con mồi đang tung tăng đi lại trong khung cảnh yên bình và không hề nghĩ rằng cái chết đang rình rập nó lý thường kiệt ngừng lời nhìn hai vị quan bàn hạt một lát ông lại tiếp ta có cái bệnh hay lo xa còn các ông thường ngày xúc tiếp với họ cho nên các ông cứ nói rõ ý mình để giúp ta biện biệt các điều chân ngụy nơi họ mà có đối sách cho sát đúng cho hợp với thời thế Trong mục từ nãy vẫn chú ý lắng nghe đông hải đô tổng quản bẩm báo các việc với thiếu úy, tức mệnh quan của triều đình về các việc quân cơ, việc biên ải, xem ra đều đúng như sự thực cả. Song le, viên châu mục có cảm nhận như vị quan nơi biên thủy xa ngái, nhưng châu mục là người có học thức, biết lẽ phải quấy, biết đường tiến lui và cũng có tham bác lịch sử, tham bác đội tình nước tống trong mấy chục năm qua. Dù sự hiểu biết vẫn còn hạn hẹp, Châu Mục cũng xin nói bẩm quan thiếu úy, nếu xét về lịch sử giữa hai nước từ hơn ngàn năm lại đây, thì bất cứ điều gì Thiên Triều nói đều không thể tin được, đều là giả dối hết. Còn như việc mấy năm lại đây, biên quân biên tướng của họ xử nhũn với ta, hoặc họ lui quân sâu vào đất của họ, tránh mọi va chạm, căng thẳng, thì đó lại là sự thật. Trong các việc này, họ rất thành thật, chứ không thể nói họ giả dối được. Lý Thường Kiệt và cả Trần Quang Minh mỗi người đều cảm thấy khó chịu, nhưng hai ông đã kìm được sự bực giận. Quan Châu nói như vậy cũng có nghĩa là triều đình nhà Tống đối tốt với Đại Việt ta và các việc làm của họ với ta là chân thực, là nhân nghĩa. Nghe Đông Hải Đô Tổng Quản hỏi có vẻ gay gắt, Thiếu úy Lý Thường Kiệt chêm vào một câu hỏi nhỏ nhằm giúp viên Châu Mục lấy lại bình tĩnh. Ông nói, ông Châu Mục có thể nói rõ hơn, tại sao trong quá khứ, cả hơn ngàn năm thì giới thống trị Trung Hoa đối với Đại Việt ta đều giả dối, mà hiện nay lại là thanh thật. Thoáng thấy lời lẽ của các bậc bề trên có phần không hài lòng, viên châu mục trở nên rè rặt thận trọng. Bẩm mệnh quan, bẩm quan Đông Hải đô tổng quản, hạ cấp nói các việc ứng xử của biên quan biên tướng Tống đối với ta là rất thành thực, chứ không phải giả dối là bởi tình thế nước họ buộc họ phải ứng xử như vậy vâng nhất định họ không thể cư xử khác được ấy cũng bởi nhà tống suy yếu quá nếu như trước đây các nhà hán đường coi thường coi khinh các nước tiếp giáp với trung quốc và gọi họ là tứ di thì nay họ không sợ gì hơn là các nước di địch bắc địch với tây nhung chính là hai nước liêu hạ đã làm họ phải khốn đốn, phải cắt đất cầu hòa, phải tuế cống tiền bạc, vải vóc, y hệt các nước nhỏ yếu trước đây thường niên chiều cống họ. Dạ, gần đây có việc nùng Trí Cao, một man dân nơi biên địa của nước ta, khởi có 5.000 quân ô hợp, đánh tràn sang đất tống như đánh vào chỗ không người. Chỉ có mấy chục ngày mà quân của Trí Cao đã phá tan trại Hoành Sơn, lấy các châu Ung, Quý, Đằng, Ngô, Khang, đoan cùng tầm rồi kéo thẳng quân đến vây thành quảng châu. khi quay về tiến thẳng vào thành ung châu giết tướng tá binh lính tống tới mấy ngàn người bắt dân tống kể tới cả vạn người mang tải các vật do quân quần đồng chí cao lấy được bẩm hai đại nhân chỉ một man tướng của nước ta nhập đất tống đã khiến cả triều đình nhà tống hoảng hốt tống nhân tông bối rối phải triệu gấp viên đệ nhất dũng tướng của nhà tống đang trấn tây thùy cự nhau với tây hạ là địch thanh về phương nam để kình chống với nùng trí cao cho nên nếu tứ di bảo ban nhau nhất tề nổi dậy sâu xé trung nguyên thì thiên tử sẽ trở thành một tên tù binh và thiên triều ắt phải tiêu vong chứ còn gì nữa mà dám ngông ngạo Dạ bẩm, nước Tống năm nhâm Thìn 1052 ấy mạnh hơn nước Tống hiện nay rất nhiều, vì vậy họ xử nhũn với ta, thành thật với ta là nhằm lấy lòng ta để ta không làm căng với họ như Liêu Hạ. Dạ, đúng là nước Tống đang ở vào cái thời mạt suy yếu đến cùng cực, nhược bằng họ cường thịnh thì dù ta có yên phận chiều cống, họ cũng không tha cho nên hạ cấp chỉ muốn thưa với các bậc bề trên rằng đối sách của nhà tống với ta hiện nay là thành thật một cách giả dối, sự giả dối chân thực ấy bắt nguồn từ tình thế nước họ buộc họ không thể làm khác. chính vì thế mới là thời cơ của nước ta đấy ạ. À. Dạ, nếu ta bỏ lỡ cơ hội này chắc ngàn năm sau lịch sử vẫn còn tiếc nuối. Nghe viên châu mục Phạm Minh Tuyền tường giải về lịch sử quan hệ Hoa Việt cũng như bản chất rào quyệt của giới cầm quyền Trung Hoa qua các đời, vừa bình dị vừa khúc chiết lại đủ cả minh chứng khiến ai nghe cũng có thể nhận chân sự việc, khiến hai vị quan lớn đều lấy làm kinh ngạc về sức nghĩ hiểu của Minh Tuyền. Quan Đông Hải đô tổng quản Trần Quang Minh đang từ bực giận bỗng trở nên hài lòng. Ta thật không ngờ ông Châu Mục lại có kiến thức hơn đời như vậy. Thêm mà suýt nữa ta định trách ông không hiểu bản chất cháo trở của ông bạn lớn lân bang. Thiếu úy Lý Thường Kiệt cũng không giấu nổi tình cảm của mình đối với một viên quan nhỏ trốn biên thùy. Ông nói, ta chắc nước mình đang ở vào thời thịnh đây, bởi lẽ có nhiều sự lạ mà không phải thời nào cũng có được. Điều thứ nhất là, từ nhà vua đến hàng tam công, cho trí quan lại không phân chia thứ bậc cao thấp. Phần nhiều trong số đó đều có lòng thương dân, lo cho dân, lo cho dân cũng chính là lo cho nước. Số người đức cao vọng trọng ngày một nhiều hơn, người dân vừa được nương nhờ, vừa có chỗ trông vào mà nói theo, chính những người ấy là những tấm gương cho thiên hạ soi ngắm để bắt chước. Ngay một chức quan nhỏ như quan châu Phạm Minh Tuyền ở vùng biên tái khuất lấp này cũng là một người tài đức tài ấy, đức ấy là tự tu thân mà có, chứ đâu bởi sự đào luyện của Triều đình. Quả thật, nếu ta không kinh dinh qua đây, không gặp nhau, không trò chuyện thì đâu có biết Thạch Trung ẩn ngọc. Biết biết, ta biết chứ, không phải mọi người trong bộ máy công quyền đều có tài có đức, đều thanh liêm, yêu cái thiện, ghét cái ác cả, đành răng trong bộ máy công quyền ở mọi cấp đều có những kẻ sâu dân mọt nước làm bất cứ việc gì chúng đều tính toan cân nhắc xem phần của chúng được bao nhiêu nếu không có lợi cho bản thân thì dù chỉ thiệt bằng chiếc lông chân chúng cũng chối bỏ không làm những con người như thế còn nhiều nhưng chúng không chi phối được xã hội không trở thành xu thế của cuộc sống trái lại chúng phải lén vụng như loài rơi sợ ánh sáng ban ngày điều thứ hai ta muốn nói là trong xã hội trước đây chỉ có giới sư sãi hệ thống chùa tháp làm từ thiện nay thì trong dân chúng không chỉ người giàu có người quyền chức mà ngay cả người nghèo cũng làm từ thiện một xã hội hiếu thiện đang trở thành xu thế mang tính phong tục điều thứ ba là ruộng đất ngày một nhiều thêm do triều đình khuyến khích dân chúng khai hoang vỡ hóa các bãi bồi tùy công sức bỏ ra mà miễn tô thuế cho từ 5 đến 10 năm lại cho làm chủ đất ấy, ruộng đất tăng thuế, lúa ngô khoai cũng nhiều thêm, người dân bớt thiếu đói. Các nghề như sành xứ làm muối, túc đồng, lò rèn, khai khoáng, trồng bông, trồng dâu chăn tằm, nghề dệt như vải sợi, tơ lụa gấm vóc, nghề rừng nghề biển, giao thương khắp các vùng trong nước và đã chớm có buôn bán với nước ngoài. Vì vậy của cải trong nước ngày một nhiều, triều đình có nhiều nguồn thu nên các mặt kinh tế xã hội cũng được mở mang. Điều thứ tư là đã chấm dứt được nạn quan văn không biết chữ, phải lập sổ sách bằng những cuộn dây thừng, ghi chép bằng những nút thắt buộc. Điều thứ năm là ngoài hệ thống trường học từ các chùa làng do các nhà sư đảm nhiệm, nhiều nơi đã mở được trường học ở cấp châu, huyện lộ. Do vậy xã hội có nhiều người không chỉ biết chữ mà còn có học thức cao, được nhận và làm việc trong các cơ quan then máy của triều đình. Bằng vào năm điều trên, ta cảm nhận nước Đại Việt đang trong vận hội mở mang. Lý Thường Kiệt ngừng lời nhìn thoáng ra phía ngoài biển, thấy khoảng trời sáng lờ mờ màu sữa, tiếng sóng vỗ dì dầm, ngay như tiếng trò chuyện khi gần khi xa của mấy dải rừng xú vẹt phía ven bờ, chợt nhìn vào tận mắt hai vị quan văn võ với vẻ hài lòng. Ông nói, ta vui quá mà trở nên nhiều lời, mong các ông bỏ qua, nếu có điều gì lỡ làm các ông không vừa ý. Thượng quan dạy quá lời, Đông Hải Đô Tổng Quản nói, chẳng mấy khi được bề trên gian dạy, lũ hạ cấp đâu dám không theo. Có điều các quan được như quan thiếu úy đây, cùng quan khu mật sứ tránh trưởng cũng đã có đôi lần ghé Châu Vạn Ninh, ghé Trang Vân Đồn để kiểm xét động tĩnh Biên Thùy, động tĩnh Biển Đông. Cỡ như các bậc quý quan vừa tài giỏi, vừa thanh liêm, đi đến đâu cũng để lại gương sáng cho quan lại và dân chúng mãi mãi chung soi. Dạ các bậc quan trên như vậy cũng còn hiếm lắm ạ. À? Dạ bẩm đúng như quan Đông Hải Đô Tổng Quản đã trình với quan Thiếu Úy ạ. À. Châu Mục Phạm Minh Tuyền cũng mạnh dạn lên tiếng phụ họa. Lý Thường Kiệt gật gật mái đầu, làm rung búi tóc và cả vành khăn phía sau gáy. Ông nói, khuya rồi các ông về nghỉ đi, mai sớm ta lại làm việc. Các quan sắp tay vái quan thiếu úy, viên đô tướng chủ trại, vội thưa. Bẩm quan thiếu úy, xin ngài tha tội, đây là nơi trại lính sơ sài tạm bỡ, quan châu đã cho soạn sửa chỗ nghỉ của ngài. Xin mời ngài về nghỉ tại dinh quan châu ạ. À. Lý Thường Kiệt tỏ vẻ ngạc nhiên, ông mỉm cười vỗ vai viên đô tướng chủ trại. Bất tất ngươi phải lo chuyện đó, ta sẽ xuống thuyền ngủ với quan đông hải đô tổng quản. Quan châu cứ về lị sở, sớm mai ta sẽ đến thăm và làm việc tại dinh của ông. Ngần ngừ dây lát, Thiếu úy lại nói, sớm mai ta muốn thăm chợ Vân Đồn, nghe nói mai có phiên chợ chính phải không? Dạ đúng đấy ạ. À. Thưa chợ Vân Đồn, một tháng có 6 phiên chính, họp vào ngày rằm, ngày 10, 6 phiên xếp, họp vào ngày 3, ngày 7. Thôi được, vừa nói Lý Thường Kiệt vừa kéo tay Trần Quang Minh đi về phía có con thuyền neo đậu dưới mép nước trước sân trại. Đường xa, ngựa sóc, vừa đặt mình xuống sạp thuyền, sóng nhè nhẹ vỗ mạn như lời du dịu dịu. Một thoáng, Lý Thường Kiệt đã vào giấc ngủ sâu sớm ra ba vị quan lớn ăn vận như những người khách thương thong dong vào chợ vân đồn là chợ của một trang nhưng từ lâu nó đã là chợ của một vùng chợ vùng biển mà sản vật nhiều hơn lại là của rừng của núi của đồng bằng như nhựa thông sơn sống thảo quả sa nhân ba kích hà thủ ô hoài sơn sa sâm huyền sâm ý dĩ quế hồi cánh kiến đựng trong các rành, các thúng các sọt xếp từng dãy dài các con vật sống cũng là các vị thuốc cực quý như tắc kè cầy hương chăn tam xà nhím nhốt trong các lồng loáng thoáng có vài con sơn dương vài con gấu nhốt trong cũi đang bày bán các mặt hàng thổ cầm của các dân tộc thái mường nùng các loại the lụa gấm vóc đủ loại đủ màu chất đầy các quầy trong các cửa hàng lớn. Các loại nấm hương mộc nhĩ, đậu hạt, lạc vừng nhiều vô kể, nhưng nhiều hơn cả phải kể đến các loại đồ sành và gốm xứ. Đồ sành như chum vại, lọ, nồi, tiểu sành bình vôi, các đồ gốm xứ thì nhiều chủng loại, nhiều kiểu dáng và màu men khác nhau. Những bình lọ thố thạp với các màu men ngọc bích bát mịn với các hoa văn, như rồng run, hoa cúc, thủy ba, men độc sắc màu da lươn khỏe khoắn. Những loại đồ gốm xứ này nhỏ như các bộ đồ trà độc ẩm, lớn như các thạp thố, lớn hơn nữa là các đầu rồng, đầu vượng dùng trong các công trình xây dựng như đền, chùa, quán. Về các sản phẩm biển bày bán ngoài chợ thì các loại hàng khô nhiều hơn hàng tươi đó là cá mực, cá chim, cá thu, cá ré, cá đối, tôm hùm, tôm he, tôm bấy, tôm nõn, đỏ au. Các đồ hải sản quý không bày bán ngoài chợ mà bán trong các cửa hàng lớn như hải sâm, vây cá mập, bong bóng cá thủ. Các mặt hàng này đắt chẳng kém gì đồi mồi, ngọc trai. Đồi mồi ngọc trai được bày bán trong các cửa hàng vàng bạc, hồng ngọc, đích ngọc. Những cửa hàng này loáng thoáng có khách vào xem, chứ ít khách mua.